Hello everyone, welcome back to our English lesson on TV today. Xin chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình học tiếng Anh online. In today's lesson, we will start with Unit 9, The City of the World, Lesson Getting Started. In this lesson, we will have to be able to name some cities in the world and say something about them. Okay? Good. Now, first, I would like you to look at the picture and tell me what cities and countries in each picture. Trong các em nhìn lên màn hình và nói cho cô biết mỗi bức tranh này là thành phố hay là quốc gia nào. Okay. Now, let's say the answer. The first one is London in England. And the second is Hà Nội, Việt Nam. And the third is Sydney, Australia. And the fourth is New York, the USA. Good. Well done. Good. Okay. Now, you look at the picture here. And tell me, how are they? And what are they talking about? Okay, your answer. They are about Tom and Mai, and they are talking about some cities in the world. And và trước tiên khi mình muốn tìm hiểu về đoạn nội dung đoạn thoại, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài từ mới trong bài. Okay, new words. Now the first one, landmark. Landmark. Now see the picture. Second, there are two famous places. Okay, so landmark, what does it mean? Như vậy thì landmark có nghĩa là gì các em? Okay, good. Landmark có nghĩa là danh lam, thắng cảnh. Okay, landmark. Now repeat, landmark. Landmark, good. Now the second words. Crowded. Crowded. Now look at the picture here. The city is very crowded. The city is very crowded. So, crowded, what does it mean? Như vậy thì crowded là gì nào các em? Okay, good. Crowded, it means đông đúc. Crowded. Again, crowded. Crowded. Good. Now, we come to the third one. Exciting. 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 Do you know about its meaning? Yes. This is sôi động, hay có nghĩa nghĩa khác là thú vị. Okay. Exciting. Repeat. Exciting. Exciting. Well done. Good. Now we come to the fourth. Times Square. Times Square. Okay, you look at the picture. It's very famous place. Là quảng trường thời đại. It's in the USA. Times Square. Times Square. Times Square. Good. Now, you listen and repeat after me. Landmark. Landmark. Crowded, crowded, exciting, exciting, Times Square, Times Square, well done, congratulations. Okay. Now, you will listen to the conversation between Mai and Tom before you listen, you have to answer my question. How many cities are there in the conversation? And what are they? Now, trước khi mà vào nghe đoạn thoại giữa Mai và Tom, thì cô yêu cầu các em là hãy trả lời cho cô câu hỏi. Thứ nhất, có bao nhiêu thành phố trong đoạn thoại và những thành phố đó là những thành phố nào?
Okay, now let's start. Tom, are these photos from your vacation? Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia. What's it like? It's exciting, with a lot of beaches. What a beautiful place. Yes, its beaches are very clean. Wonderful. Oh, this is London. Isn't it raining? What bad weather. Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben? Yeah, on the River Thames. It's a landmark of London. It is. And this is Times Square in New York. Crowded, but interesting. You're lucky to visit many places. I am. What about your vacations? Here are some photos of mine. This is... Okay, clearly. Now, you answer the question, how many cities are there in the conversation? And what are they? Good. So, the answer is, they are Sydney, London, and New York. Okay. There are three cities in the conversation. And now you come to task 2. Write the name of the cities in the correct place. Chúng ta sang bài tập số 2, đó là viết tên của ba thành phố trong đoạn hội thoại vào các vị trí trên bản đồ. Ở đây chúng ta có ba thành phố tương ứng với ba quốc gia trên bản đồ. Okay. Do you know this country? Okay, the first one, do you know it? Yes. And the second one? Good. And the first. Okay. Now, use write down the names of the cities in correct place. Have you finished? Good. Now, the answer is the first one, New York. Good. And the second, London. Okay. And the first is Sydney. There are three famous places in the world. Have you ever been there? Good. Now you come to task 3. Read the conversation again and mark the cities with attractive describing them. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tập số 3. Đó là đọc đoạn hội thoại lại một lượt nữa và nối thành phố kèm với các tín từ miêu tả. Ở đây chúng ta có ba thành phố đó là Sydney, London và New York. Và các tính từ miêu tả là rainy, crowded, exciting, beautiful, interesting. Okay, now let's start. Good. Now the answer is the Sydney, which attractive, exciting, beautiful, and London is rainy, and New York is crowded and interesting. Okay, now we will check the evidence. We can see in the dialogue here. Chúng ta có thể nhìn trong đoạn hội thoại chúng ta thấy này. Ở đây có là Sydney với các tính từ là exciting, beautiful. Thứ hai là London với là rain, it means rainy. And New York, crowded, interesting. Congratulations, good. Write out on your book. Now we come to exercise 4. Match the city with their landmarks. Here we have 4 cities and 4 pictures. Ở đây chúng ta có 4 bức tranh tương ứng với là 4 thành phố tương ứng với 4 bức tranh. Chúng ta phải nối các thành phố với tương ứng với là địa danh nổi tiếng của thành phố đó. Ok. Now, let's start.
Okay, time is over. Your answer is... Let me see. Okay, Hanoi with letter C. London with letter D. And New York with letter A. Sydney with letter B. What do you know about this place? Letter C, what do you know it? How about letter D, letter A, and letter B? Do you know them? Good. Now think about them. Okay, in Hanoi we have letter C is One Pillar of Gold. Bức tranh này là nói về gì các em? Đó chính là chùa một cột, rất là nổi tiếng ở Hà Nội ha. And how about picture D? This is Big Ben. Đây là hồ tháp đồng hồ Big Ben rất là nổi tiếng ở London. How about picture A? This is the Statue of Liberty. À đây là tượng nữ thần tự do. Okay. And picture B. Do you know it? Yes, it is Opera House. Good. À, đây là các địa danh nổi tiếng ở các thành phố ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Các em về nhà, các em tìm hiểu thêm cho cô một vài địa danh nổi tiếng khác trên thế giới mà em biết. Okay. Now time for you to relax. Now, you will play a game. What cities is it? Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Đoán tên thành phố. Ha? Chúng ta dựa vào đồng hồ thời mẫu. A. What is like? B. It has beautiful beaches. Is it in Australia? Yet it is. It is Sydney. Right. Trong đồng hồ thời mẫu này thì các em hãy hỏi miêu tả một thành phố và các bạn sẽ đoán lá là thành phố nào. Ok. Khi trong đồng hồ thời này chúng ta chú ý cho cô cấu trúc là what cộng to be cộng like, có nghĩa là hỏi về đặc điểm của sự vật đó là như thế nào. For example, what is it like? It is beautiful. Ok. Rồi bây giờ các em sẽ dựa vào đoạn hội thoại mẫu này và thành lập một số đoạn hội thoại tương tự. Now you work in pair. Good. Now time for you to present your dialogue. You have learned all about the lesson. À, như vậy thì cô vừa cung cấp cho các em tất cả thông tin cơ bản về nội dung của bài học. Một số nội dung ta cần lưu ý trong bài đó là Some cities in the world. Các em cần nhớ lại một số thành phố trên thế giới để giúp các em nhớ lại thành phố cũng như là đặc điểm của các thành phố đó. Thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ đó là fill in the blank with the suitable words. Đây chúng ta có 3 câu bài tập nhỏ. Chúng ta điền tên của các thành phố chúng ta vừa học và đặc điểm phù hợp. Ok. Time for you to discuss. Your answer? Do you have your answer? Yes. Now, we will check together. Các em đã có câu trả lời chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra nha. Now, the first one. You see, Sydney in Australia is exciting and it has beautiful beaches. Chúng ta nhớ là Sydney là thành phố ở nước Úc và nó rất là thú vị và nó có bãi biển xinh đẹp. Now, about number two. London in England. Usually rainy.
thành phố London hay gọi là thủ đô London của nước Anh thì thường thường hay có mưa, rainy. Okay. And the first, New York in the USA is very, very, very crowded. Good, crowded, but interesting. Thành phố New York ở Mỹ thì rất là đông đúc nhưng rất là sôi động, thú vị ha. À, đây là những thông tin chính về ba thành phố mà chúng ta vừa tìm hiểu trong đoạn hội thoại. Các em về nhà, các em chú ý thêm và ghi chép cẩn thận ha. Ok. Nào. You look the picture here. Tell me what is it? Do you remember? Yes, the first one is Sydney, Australia. The second is London, England. And the last one is New York, USA. The USA. Okay. Đây là ba thành phố mà chúng ta vừa được học trong đoạn hội thoại ha. Và các đặc điểm chúng ta về nhà các em tìm hiểu thêm. Bài học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được một số thành phố và danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Các em về nhà nhớ chuẩn bị bài tiếp theo. A close look one. Ok. Study about some cities in the world and landmarks. Học lại các thành phố và các địa danh nổi tiếng. Tiếp theo là chuẩn bị cho bài mới. Close look one. Ok. Now, thank for your attending. Goodbye. See you next time.